Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ba chị em mình sẽ làm một video, đó là nấu canh củ hoa nhồi thịt. Củ hoa còn gọi là mướp đắng nhồi thịt ạ. Canh củ hoa nhồi thịt thì sẽ không thể thiếu những đồ để làm, đó là thịt và mướp đắng và hành lá. Các bạn có thể cho thêm cà rốt vào để trang trí cho đẹp hơn. Bây giờ ba chị em mình sẽ đi làm để chuẩn bị cho món canh củ hoa nhồi thịt. Bây giờ ba chị em mình sẽ đi làm, mọi người xem ba chị em mình làm nhé. Đi thái thịt. Sâu lắm rồi nhỉ? Thấy rất sớm. Tôi chỉ ở nhà cô với em. Ở trước thì có nổi. Mọi người ơi, ba chị em mình đã làm xong nguyên liệu để làm mướp nhồi thịt rồi. Bây giờ ba chị em mình sẽ ướp gia vị vào thịt, sau đó nhồi vào mướp ba chị em mình đã làm xong rồi nhé. Cho chị gia vị. Ba chị em mình đã nấu xong món canh củ hoa rồi ạ, rất là thơm ngon và đẹp nữa ạ. Ba chị em mình sẽ kết thúc video tại đây ạ. Mọi người sẽ chia sẻ và đăng ký kênh cho ba chị em mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau ạ.